Xin chào hết thầy anh chị em tại đây. Tôi đã sang đây là lần thứ ba và lần này là lần mà tôi đưa vợ và hai con tới. Đây là người vợ của tôi. Tôi là Thúy Tiên, tôi rất là vui hôm nay được thờ phượng ban chị em tại đây. Không biết trong tương lai này tôi có bên bao giờ được thờ phượng và nó rất là ấm cúng và gia đình như là một sư tín hồi nãy đã nói. Xin chúc bạn ơn chúng ta trong một nhóm người này. Chúng tôi mới từ ở Phoenix, là nơi Phoenix. Là nơi mà rất là nóng. Mới bay sang đây vào buổi trưa ngày hôm nay. Thành ra hai cậu con tôi không có cái thì giờ hay là nó mệt quá. Đang nghỉ ở một cái nhà, chỉ có hai vợ chồng tôi tới thôi. Rất là tiếc không giới thiệu với hết thảy mọi người tại đây, hai cậu con trai của tôi. Đây món quà rất là đặc biệt, có gia đình của mục sư Trần Quốc Hùng cũng ở tại đây. Nhìn thấy gia đình mục sư nhớ lại nhiều kỷ niệm tại Moscow, đầy tuyết, thời kỳ khốn khó. Mà mọi người biết là có những lúc mà cái bụng của tôi đấy nó càng tọt lại và hai cái túi quần sau thành một túi vậy. Và hai vợ chồng của mục sư đã giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong chức vụ ban đầu. Từ những năm 93-94 cho tới năm 2000. Thật ra sau 16 năm chúng tôi gặp lại đây, bởi vì rất là đặc biệt tại Mỹ. Cảm ơn chúng ta, vỗ tay cảm ơn ngài. Câu chuyện mà chủ nhật tới sẽ được nghe về vợ chồng mục sư nói về cô con gái là rất là đặc biệt. Xin chúc ban phước cho buổi nhóm. Rất tiếc là tôi không có mặt tại chủ nhật tới. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với mọi người về một cái chủ đề mà đã chuẩn bị trước, đó là lễ của Jonah. Điều đó rất là quan trọng khi chúng ta rơi trong những cái hoàn cảnh đặc biệt. Tôi muốn nói cho mọi người biết về cái lời bài hát vừa rồi đó, nó hay lắm. Nói rằng con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài. Con tạ ơn Chúa vì được ở trong Ngài. Điều đó rất là quan trọng. Trong Kinh Thánh có một câu mà tôi muốn đọc cho mọi người nghe trong sách Công Vụ đoạn 17. Đây chính là câu trả lời tại sao chúng ta cần Đức Chúa Trời lắm và tại sao chúng ta cần ở trong Ngài. Lời Kinh Thánh chép rằng vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Vì tại trong Ngài chúng ta được sống, động và có. Hãy nhắc lại cùng tôi từ trong Ngài. Ở trong garage này có nhiều khi sự nóng, thiếu khí, mà chúng ta vẫn hạnh phúc. Bởi vì mặc dù trong hoàn cảnh tại garage, nhưng vì chúng ta ở trong Ngài, ở trong Đức Chúa Trời, thì con người chúng ta mới sống, mới động và mới có. Có rất nhiều người họ sống trong một biệt thự, nhưng vì không có Đức Chúa Trời, cho nên họ cảm thấy sự trống rỗng từ bên trong. Tại sao con người đi tìm kiếm ông trời? Tại sao con người tìm kiếm Đức Chúa Trời? Tại sao con người cảm thấy có một điều gì đó vô nghĩa trong đời sống của mình? Bởi vì Kinh Thánh khẳng định một điều rất là quan trọng: chỉ có ở trong Đức Chúa Trời, chỉ có ở trong Ngài thì con người mới có, con người mới sống và con người mới động. Chỉ có ở trong Ngài con người chúng ta mới tìm ra câu trả lời: chúng ta từ đâu tới, sống để làm gì và chết sẽ đi đâu. Vì tại trong Ngài mà chúng ta được sống, có và động. Là như vậy anh chị em. Thì ra bài hát vừa rồi muốn nói rằng con tạ ơn Ngài vì con được làm con của Ngài. Nó quan trọng như vậy. Con tạ ơn Ngài vì con được ở trong Ngài. Chúng ta là ai mà lại được cái đặc ân như vậy anh chị em? Chúa đã lựa chọn mỗi chúng ta. Tôi nhớ lại năm 2006 đi về Việt Nam, chiếc máy bay Boeing hãng Vietnam Airlines bị hỏng động cơ. Chúng tôi phải ở lại sân bay tại Moscow mất gần một đêm. Và trong cái đêm ngủ đó, cậu con trai 3 tuổi hơn của tôi, Danny, nó chạy lung tung không có trò chơi. Nó nói: Papa, chơi với Danny, Papa, chơi với Danny. Và bây giờ tất cả đồ chơi ở trong hàng trọng rồi, trong vào vali rồi. Và tôi mới suy nghĩ phải làm sao để chơi với nó. Mới nhìn thấy một cái bộ cửa sổ. Ở gần cái cửa sổ nó có bộ cao như vậy, khoảng hơn 1 mét. Tôi đặt con tôi lên cái bộ cửa sổ đó và nói là
Danny, hãy nhảy nào. Cậu nhìn tôi một hồi và phóng. Tôi đưa tay bắt con của tôi, đỡ nó lên, đặt nó lên trên đó, lại lùi ra xa một chút, nó là nhảy. Chúng tôi cứ chơi với nhau như vậy rất là vui. Một người giáo sĩ bạn cùng làm việc, người Nga đi bên cạnh, cậu cũng tỉnh dậy nhìn thấy tôi với con tôi chơi như vậy. Cậu nói rằng: Trần, ra sang bên, để lên được tao. Cậu lại gần với Danny, cậu nói rằng: Danny, nhảy. Danny đứng nhìn cậu ngồi. Cậu lại bước gần hơn. Danny, nhảy. Danny nhìn ngồi. Lại gần xa hơn. Danny, nhảy. Cậu Và cậu vô ba đó đến đọc rồi nói rằng: Trần, lạ thật nhỉ, tao to hơn mày, tao khỏe hơn mày, tao vững chắc hơn mày, mà tại sao con mày lại nhảy vào mày mà không nhảy vào tao? Câu hỏi như vậy tôi rất là tự hào nhìn cậu ấy, to cao như vậy, và nói rằng chỉ đơn giản có một điều thôi, bởi vì tôi là cha của nó. Chỉ đơn giản một điều thôi, bởi vì tôi là cha đẻ ra nó. Nó tin cậy vào tôi, anh chị em ơi. Thì vấn đề không phải người ta to cao, vấn đề không phải người ta cơ bắp lớn, vấn đề ở chỗ là sự tin cậy mới là điều quan trọng. Vấn đề ở chỗ là chúng ta có một người cha đứng tạo dựng cả vũ trụ này, mà Ngài đã ban cho chúng ta quyền phép làm con của Ngài. Thấy ra khi gặp khó khăn, có thể là ngồi tại đây con của bạn bị trầm cảm, có thể ngồi tại đây có nhiều những chuyện mà đang xảy ra bạn gánh những gánh nặng. Một đứa con như vậy biết bao nhiêu sự nặng nhọc trong cuộc sống. Những đêm tối bạn phải dậy chăm sóc con của mình, bạn mệt mỏi, bạn nặng gánh. Có nhiều khi bạn cảm thấy: Chúa ơi, tại sao con lại như vậy? Chúa ơi, tại sao cuộc sống con lại nhiều khó khăn như vậy? Bạn ơi, hãy nhảy vào vòng tay của cha mình. Ở trong đó có sự an ủi, ở trong đó có sự nâng đỡ. Chúa yêu bạn, yêu con của bạn hơn cả bạn yêu nó nữa cơ. Chúa chết thay cho con của bạn, Chúa nhìn thấy hoàn cảnh của bạn. Và khi thấy Chúa nói rằng Ngài đã tạo dựng ra, ban cho con người lỗ tai để nghe tiếng con mình kêu, chả nhẽ Ngài lại không có lỗ tai để nghe khi chúng ta kêu cầu sao? Cảm ơn Chúa, Ngài tạo ra đôi tay cho chúng ta để ôm con, giúp đỡ con của mình, chả nhẽ Ngài không có đôi tay để giúp đỡ chúng ta hay sao? Thành ra tôi muốn kêu gọi anh chị em, càng khó khăn, càng rơi vào nan đề, chúng ta cùng nhau chạy tới bên Ngài. Amen. Amen. Cuộc sống chúng ta khi còn thở thì còn có những nan đề. Lắng nghe, không bao giờ chúng ta chạy hết khỏi nan đề. Có nhiều người họ chạy vào rừng để trốn nan đề, họ chạy ra hoang đảo để trốn nan đề. Có nhiều người họ chạy vào nghiện ngập xì ke ma túy, họ chạy vào tứ đổ tường để mà chạy trốn khỏi nan đề. Có người họ nói rằng tôi uống rượu bởi vì tôi nhìn thấy vợ tôi chán quá đó. Nhìn con mụ nó, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi. Bây giờ tôi uống rượu để quên nó đi. Thì mình xưa nói là ông ơi, ông nhầm rồi. Khi chưa uống rượu thì chỉ có một thôi. Khi ông uống rượu vào thành ra hai bà đấy. Không biết là nam này gấp đôi. Có hiểu được mục sư giảng không? Hiểu đúng không? Hiểu chuyện cười đúng không? Cảm ơn Chúa. Thành ra đó, nam này không chạy trốn được. Khi tim bạn còn đập, mũi bạn còn thở thì còn có nan đề. Nan đề chỉ không đến với những bức tượng, nan đề chỉ không đến với những con người chết thôi. Còn chúng ta hãy nhìn vào nan đề và nhìn vào Chúa nữa, đấng lớn hơn mọi nan đề trong thế gian này. Amen. Amen. Vì thế chắc rằng Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giêsu danh trên hết thảy mọi danh. Hãy nhắc lại cùng tôi từ danh trên hết thảy mọi danh. Trong cuộc sống chúng ta thấy có mỗi một cái từ đó thì luôn kèm theo đằng sau một cái quyền lực tương xứng với cái từ đó. Nếu như 500 đô nó khác với là 5 đô. Khi bạn mất 500 đô la khác với bạn mất 500 ngàn đô la. Căn bệnh xỉ mũi hắt hơi nó khác với căn bệnh ung thư và giai đoạn cuối. Mỗi một cái từ đó, nó luôn mang theo một sức nặng đằng sau của nó. Nghe danh của một người lái taxi khác với danh của Tổng thống Barack Obama. Mỗi một cái từ đó luôn kèm theo sức mạnh đe dọa, một quyền lực đằng sau của mỗi một cái từ đó. Nhưng Chúa nói rằng, trong Kinh Thánh nói rằng, danh của Ngài, danh Giê-xu Nazareth cao hơn hết thảy mọi từ nào trên đất đe dọa bạn. Khi đặt những cái từ nan đề trong cuộc sống của bạn lên bàn cân, thì danh Chúa Giê-xu luôn luôn lớn hơn danh đó. Thời gian chị em ơi, nào chúng ta cùng nhau đến với Ngài.
Nào chúng ta cùng nhau trông cậy vào Ngài. Và ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em về của lễ của sự cảm tạ. Của lễ của sự cảm tạ khác với sự cảm tạ. Lấy ví dụ, một sư Tín cũng bỏ Huế. Một sư Tín ta tặng thơ cũng bỏ Huế. Tôi nói cảm ơn một sư. Lời cảm ơn của tôi không phải là của lễ của sự cảm tạ. Đó là của lễ, đó là sự cảm ơn khi mà nhận một điều gì đó. Của lễ của sự cảm tạ là trong hoàn cảnh bi đát, không thể moi đâu ra được lời cảm tạ mà vẫn dâng hết lòng để cảm tạ mới là của lễ. Người đàn bà quá nọ đã tới dâng 2 đồng xu cho Ngài, và Chúa Giêsu nhìn thấy bà ta dâng của lễ. Còn những người trước đó họ dâng của thừa. Mọi người để ý thấy Chúa nói gì không? Ngài đứng dậy và nói rằng người đàn bà này dâng nhiều hơn hết thảy, bởi vì bà ta dâng của lễ. Tôi nói như vậy không có nghĩa là bà cứ dâng ít là Chúa nhìn thấy là của lễ, không phải. Nhưng mà tôi muốn nói rằng điều mà bạn dâng nó có giá trị trong cuộc đời của bạn. Điều mà bạn dâng đó là một sự hy sinh thì đó là một của lễ. Còn nếu như điều bạn dâng là của thừa thì đối với Chúa nó là một của thừa, Ngài không gọi nó là một của lễ. Thành ra sự dâng của lễ cảm tạ nó rất là quan trọng, đặc biệt trong khi hoàn cảnh bà bi đát và tối tăm. Tôi muốn cùng anh chị em giờ một câu, một đoạn kinh thánh Thi Thiên 66. Trước khi đọc Thi Thiên này, tôi muốn nói với bạn biết một điều này: khi gặp khó khăn nan đề và sự đau khổ, chúng ta cần phải phân biệt. Có nhiều khi gặp khổ chúng ta nói rằng ma quỷ tấn công. Có nhiều khi gặp khổ chúng ta nói rằng tôi chịu khổ vì danh Chúa. Chứ chắc. Nhiều khi chúng ta đổ tội cho ma quỷ, ma quỷ đứng ở góc nó khóc là Đức Chúa Trời ơi, tôi đâu có làm cho nó gì đâu mà nó đổ tội cho tôi. Thành ra có nhiều khi cái đau khổ của chúng ta bởi vì chúng ta thiếu sự hiểu biết. Trong cuộc sống thiếu sự hiểu biết thì chúng ta sẽ mang tới sự đau khổ cho bản thân mình. Sự đau khổ đôi khi đến từ những người cùng cộng tác làm việc, từ những người vợ, những người mà cùng cộng tác làm việc thiếu sự hiểu biết. Và khi thất bại của họ ngồi chung thuyền thì sự thất bại cũng đến với chúng ta nữa. Hãy suy xét trong mỗi một sự thất bại đó, cái nguyên nhân nào dẫn tới tôi đang thất bại. Mọi người có bị bí hơi không? Có thấy khó thở không? Có một số người già đó, mình cần phải làm sao cho cái không khí chút. Đây không phải là họ. Đang mở đúng không? Ok. Dạ. Điều thứ ba, nhiều khi đau khổ tới bởi vì chúng ta kiêu ngạo. Kiêu ngạo không nghe lời khuyên của người đã đi trước. Có nhiều khi họ ngã vào cái hố đó rồi, họ kể cho chúng ta nghe về thất bại của họ, chúng ta không chịu nghe và chúng ta rơi vào đúng cái hố của họ đã từng rơi. Mọi người hiểu không? Có một chàng ngốc ngồi cưa cây, anh ta cứ cưa như vậy. Và người đi ngang qua nhìn thấy anh ta ngồi ở ngọn này cưa gốc, cưa cái cành ở phía dưới, bảo: "Ngốc ơi là ngốc, mày mà cưa như vậy sớm muộn gì mày sẽ ngã vỡ đầu." Cậu bảo: "Kệ tao kệ." Cậu cứ cưa như vậy. Mấy người đi ngang qua khuyên cậu đừng có làm như vậy. Và khi cậu cưa đứt cái cành đó thì cậu rơi xuống từ trên. May mà không chết. Cậu quẻ chân và nói: "Tại sao người ta giỏi nhỉ? Họ biết tại sao mình sẽ bị ngã nhỉ? Cứ sống sẽ bị ngã nhỉ?" Vì ngốc ngồi ở đầu này và cưa ở phía dưới. Và thật ra trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều người, họ có thể cho chúng ta lời khuyên, mà nếu chúng ta để ý thì có thể tránh được rơi từ trên ngọn cây rơi xuống. Thật ra sự kiêu ngạo đi trước bại hoại theo sau. Một điều nữa, sự đau khổ tới bởi vì chúng ta phạm tội. Khi uống quá nhiều rượu thì chắc chắn dạ dày sẽ có nan đề. Khi hút quá nhiều thuốc thì phổi sẽ có nan đề. Khi thức đêm nhiều quá thì mắt mờ và người sẽ chậm chạp đi. Tội lỗi sẽ mang tới sự thất bại, đau khổ. Còn tiếp theo, ma quỷ có thể tấn công chúng ta. Nếu ma quỷ tấn công, trong danh Chúa Giêsu Christ cầu nguyện, chắc chắn đuổi nó sẽ phải đi. Điều cuối cùng mới là sự đau khổ đến bởi danh Chúa Giêsu. Chúng ta được phước khi chúng ta đau khổ vì danh của Ngài. Và tôi muốn đọc với anh chị em một đoạn kinh thánh sách Thi Thiên 66 này, để chúng ta nhìn thấy rằng mọi sự hiệp lại đều có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái ích đó mang tới ta điều gì để chúng ta càng ngày càng giống với Ngài, lên trên gặp Chúa đã trên thiên đàng. Chúa không hỏi chúng ta rằng hội thánh của ngươi có bao nhiêu người,
hội thánh của ngươi có bao nhiêu người, ngươi được thành công bao nhiêu trên đất này, mà Chúa sẽ hỏi rằng ngươi giống con ta như thế nào. Thế ta khi đọc Roma đoạn 8, chúng ta nhìn thấy rằng mọi sự hiệp lại ích cho kẻ yêu mến Chúa Trời. Nhưng phía sau đó là khi Ngài đã lựa chọn chúng ta theo ý định trước của Ngài, Ngài sẽ khiến chúng ta càng ngày càng giống với Chúa Giêsu mới là điều quan trọng. Mục tiêu càng ngày càng giống Chúa Giêsu hơn. Thì ra có nhiều khi trong cuộc sống Chúa cho phép những gánh nặng ở trên chúng ta để cho Chúa thay đổi bên trong lòng chúng ta. Chúng ta cùng nhau đọc Thi Thiên, Thi Thiên 66 câu 8 đến câu 15. Có nhiều khi thế giới trong hoàn cảnh như vậy và đọc Kinh Thánh thấy lời Chúa nâng đỡ, lời Chúa chỉ dạy. Xin đọc cho mọi người nghe nhé. Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Chính Ngài bảo tồn mạng sống chúng ta, không cho phép chân chúng ta siêu to. Câu 10 này. Vì Đức Chúa Trời ơi. Ok, trên này chưa kịp đưa lên, chỉ có một đoạn tôi đã đưa trước thôi đúng không? Lắng nghe này. Vì Đức Chúa Trời ơi, Chúa đã thử thách chúng tôi, không phải là ma quỷ nhá. Đây là Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá trên lưng chúng tôi. Chúa khiến người ta cưỡi trên đầu chúng tôi. Chúng tôi đi qua lửa, qua nước, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Ở đây là một công đoạn giống như người thợ gốm đang làm một cái bình gốm. Ông ta đầu tiên nhào nặn cái đất sét đó, và sau đó ông ta đưa chiếc máy quay để cho hết thảy những cái cặn ở trong cái đất sét đó bị văng ra ngoài. Vì nếu những cặn đó còn ở trong cái đất sét đó, khi đưa vào lò mà nung á, nó sẽ bị vỡ. Thế ra người thợ gốm này bắt đầu làm việc với đất, cho đất thật là nhuyễn. Đức Chúa Trời Ngài cho phép những sự thử thách tới với chúng ta. Ngài rèn luyện chúng ta y như luyện bạc. Chúa đã đem chúng tôi vào lưới, chất gánh nặng quá, không phải chỉ gánh nặng nha. Ngài chất gánh nặng quá. Dường như có nhiều khi chúng ta thấy bị quá sức vậy. Kêu là Chúa ơi, không chịu nổi nữa rồi. Nhưng tỉ mỉ không? Mình làm kỹ càng tỉ mỉ. Còn hay. Nhưng Chúa nói là Ngài không bao giờ đặt gánh nặng quá trên vai chúng ta. Ngài luôn luôn mở đường cho chúng ta ra khỏi. Ngài biết sức chịu đựng của mỗi người. Tiếp theo, Chúa khiến người ta cưỡi trên đầu chúng tôi đi qua lửa, qua nước. Nhưng câu tiếp theo này, nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Chúng ta chờ đợi cái từ nhưng này này. Đến bao giờ từ nhưng mới tới? Chúa ơi, rõ ràng tôi biết rằng Ngài là đấng sống, Ngài là đấng lạ lùng, Ngài là đấng diệu kỳ, sớm muộn gì chúng con sẽ được ra nơi giàu có. Nhưng Chúa ơi, tại sao cái từ nhưng này mà nó xa vời thế? Đến bao giờ qua khỏi lửa, đến bao giờ qua khỏi nước, đến bao giờ hết để người ta cưỡi đầu, đến bao giờ gánh nặng quá trên vai chúng con được cất đi Chúa ơi? Bạn nếu rơi trong hoàn cảnh đó, bạn không phải là người duy nhất đâu. Nếu bạn đã từng kêu cầu lời cầu nguyện như vậy, la hét như vậy, tôi nói với bạn rằng bạn không phải là người cô đơn trong lĩnh vực đó. Xin mời bạn bước vào câu lạc bộ của những người la hét kiểu đại như vậy. Paulo đã từng kêu như vậy, Ferrer đã từng kêu như vậy, nhiều những người anh hùng đức tin, nhiều những người mục sư được ơn, họ đã từng kêu như vậy. Chúa đang đưa chúng ta vào một công đoạn để mà Ngài huấn luyện một chúng ta. Nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có. Và đấy là câu mà ông ta chờ đợi hy vọng. Đức tin là sự vững chắc vững vàng của những điều mình đang hy vọng. Chúa sẽ đưa tôi ra nơi giàu có. Còn bây giờ tôi phải làm gì? Đây, vấn đề nó nằm ở chỗ này. Bây giờ tôi phải làm gì này? Trong lúc quá nặng trên vai của tôi này, trong lúc tôi đang đi vào lưới, mọi người biết đã từng bị mắc lưới chưa? Chân của chúng ta bị mắc lưới đó, là nó không thể ra được. Cứ rứt cái này ra nó lại vướng một cái khác. Trong lúc này tôi phải làm gì? Câu 13. Tôi sẽ lấy của lễ thiêu mà vào trong nhà Chúa, trả xong cho Chúa các sự hứa nguyện tôi mà môi tôi đã hứa và miệng tôi đã nói ra trong khi bị giam truân. Tôi sẽ dâng cho Chúa những con sinh mọc làm của lễ thiêu chung với mỡ trên đực. Tôi cũng sẽ dâng những bò đực và dây đực. Đây là dâng của lễ của sự cảm tạ. Trong khi chúng ta đang trong sự thử thách như vậy, trong khi chúng ta có thể dễ làm bầm, trong khi chúng ta dễ than vãn, thì ông ấy làm gì? Tác giả Thi Thiên nói rằng tôi sẽ dâng cho Chúa
những của lễ của sự cảm tạ tốt nhất và nói với Chúa, con sẽ trả cho Chúa sự hứa nguyện. Đó là câu chuyện mà bây giờ chúng ta bước vào của Jonah. Jonah là một vị tiên tri được Chúa kêu gọi tới một đế chế đế quốc để giao giảng sự ăn năn. Nhưng ông ta thay vào đến nơi đó, ông ta đi ngược hướng để đi nghỉ ở một nơi khác. Và trong lúc ông ta đi nghỉ như vậy thì sóng biển đổ tới và muốn dìm cái tàu đó. Và mọi người nói ra, tại sao biển lớn như vậy? Bây giờ hãy cứu chúng tôi, chúng bị chết rồi. Jonah mới đứng dậy và nói rằng chính tôi là nguyên nhân. Chính tôi là nguyên nhân. Hãy quẳng tôi xuống. Và khi người ta quẳng ông ấy xuống dưới biển, một con cá lớn đã há miệng nuốt ông ấy vào dạ dày. Và trong cái dạ dày của ông ấy, gần 3 ngày đó, ông ta mê thấy rong rêu, ông ta thấy được sự khó thở, thiếu khí bên trong đó. Ông ta đã làm gì? Chúng ta nhìn thấy này, Jonah đã làm gì? Ông nói rằng, nhưng tôi phía trên từ trước từ nhất đó, là biết bao nhiêu điều ông ta có thể than vãn, làm bằng. Trong cuộc sống, có thể nan đề là một con cá đang nuốt bạn trong bụng của nó. Tôi đã từng bị con cá nó nuốt trong 9 tháng 10 ngày rồi. Tôi đã từng bị con cá nó đó nhấn chìm tôi xuống dưới đáy của đại dương. Và ông nói rằng, nhưng tôi trong hoàn cảnh mà đáng lý ra tôi làm bằng, tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Jonah làm 3 điều. Làm 3 điều mà Công Vinh Thánh này, buổi tối ngày hôm nay, bạn sau khi nghe những điều mà Jonah đã làm, hãy về học tập đó. Tôi biết chúng ta tới đây mang theo những gánh nặng. Tôi biết bạn tới đây mang theo những giọt nước mắt đau khổ. Bạn tới đây để chờ đợi, Chúa ơi, đến khi nào từ những xảy ra với cuộc sống của con? Khi nào Chúa đưa con tới nơi rộng rãi? Khi nào Chúa đưa chúng con tới ra nơi giàu có? Jonah đã làm. Khi con cá nuốt ông ở trong bụng, tôi sẽ dùng sự cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Hãy bắt đầu ngồi lại, thay vào những giọt nước mắt, thay vào những sự lầm bầm, hãy cố gắng ghi lại. Mỗi một lần tôi rơi trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi lại nhớ cái ngày mà Chúa cho tôi 3 ngạn quyển thánh kinh. Tôi lại nhớ những ơn phước mà Chúa đưa những con người tới với trẻ trong chức vụ của tôi. Tôi nhớ lại những phép lạ Chúa làm để biết được rằng, nhắc cho linh hồn của tôi rằng, hỡi linh hồn ta, Đức Chúa Trời mà ngươi đang phụng sự, đang tin, Ngài vẫn còn sống, Ngài vẫn nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn ở trong chương trình của Ngài. Ông Jonah đã dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Hãy nhắc lại cùng tôi, của lễ của sự cảm tạ. Của lễ sự cảm tạ. Nào, chúng ta hay dùng của lễ của sự cảm tạ. Khi bạn dâng của lễ của sự cảm tạ, bạn sẽ nhìn thấy những phép lạ. Thay vào sự lăm bầm, nhìn vào nan đề của một bản dân, hàng người đang đói, không có đồ ăn. Chúa Giêsu cầm 5 thiếp bánh và 2 con cá, Ngài ngước mắt lên trên và dâng của lễ của sự cảm tạ, con cảm tạ Ngài. Và phép lạ đã xảy ra. 5 bánh 2 cá đã nuôi 5.000 người đàn ông, chưa kể đàn bà và trẻ con ăn no. Đứng trước ngôi mộ mà dường như ngôi mộ đã đóng kín 4 ngày, Lazarus đã chết rồi. Chúa đứng tại đó, Ngài dâng của lễ của sự cảm tạ. Ở nơi mà không thể cảm tạ được, mà bà tiếp tục dâng của lễ trong đức tin. Bà vẫn tiếp tục nhìn trong Ngài là đấng sống. Bà dâng của lễ của sự cảm tạ. Con cảm tạ Ngài, vì Ngài là đấng sống của con. David nói rằng, hỡi con dân của Đức Chúa Trời, hãy dùng sự cảm tạ mà bước vào cửa của Ngài. Khi bạn dâng của lễ của sự cảm tạ thì mọi cửa sẽ mở ra. Còn nếu bạn lăm băm, mọi cửa cơ hội sẽ đóng lại trước mặt của bạn. Ai đã từng vào sân bay, giơ tay tôi xem. Sân bay tại Mỹ này, giơ tay tôi xem. Sân bay nó có cái cửa tự động. Bạn đứng từ xa thấy cửa nó đóng, mà nhìn mãi không thấy ổ khóa, nhìn mãi không thấy người nào đứng cả. Để mà đến xin phép mở cửa, không thấy cái tay cầm. Nhưng bạn ơi, cứ bước vào thôi, bạn bước lại gần cửa tự động. Còn nếu bạn từ xa nhìn nóng trong trong bố thì không biết vào kiểu gì, làm sao vào được, nó vẫn đóng mít mít như vậy thôi. Thế ra ở trong mọi điều kiện nguy biến mà đóng cửa trước mặt bạn, hãy đứng như vậy và nói, Cha ơi, con cảm tạ Ngài, con cảm ơn Ngài. Hãy đến gần với Cha của bạn, hãy đến gần với Chúa của bạn, dâng của lễ của sự cảm tạ. Hãy nhớ lại mọi ơn phước của Chúa làm cho bạn.
dâng cho Ngài của lễ đó, cánh cửa cơ hội sẽ mở ra cho bạn. Hãy dùng sự cảm tạ và bước vào các cửa của Ngài. Amen. Amen. Điều thứ hai ông ấy làm. Ông ấy làm. Tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Tức bạn gặp Chúa, bạn hứa nguyện với Chúa điều gì? Có nhiều khi chúng ta quên lời hứa đó, nhưng Chúa lại không quên điều chúng ta hứa. Gia-cốp sau khi bỏ chạy khỏi bố của mình và anh trai của mình, ông chạy, ông nằm ngủ. Và trong lúc ông nằm ngủ lấy đá kê đầu, ông nằm mơ nhìn thấy một cảnh tượng. Và khi ông tỉnh dậy, ông nói rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, nếu Ngài ban phước cho tôi được giàu có, bảo vệ gìn giữ mạng sống của tôi sẽ quay trở về dâng cho Ngài 1/10 và xây cho Ngài một cái đền tại chỗ này. Lời cầu nguyện với hứa nguyện luôn luôn có hiệu lực. Và Jonah trong lúc hoàn cảnh khó khăn đó, đầu tiên ông dâng lời cảm tạ làm của lễ. Điều thứ hai, ông nói rằng tôi sẽ trả sự tôi đã hứa nguyện. Bạn hứa điều gì với Chúa? Hãy nhớ ghi lại và nói với Chúa rằng: Chúa ơi, sự ban phước của Ngài bảo vệ gìn giữ con, hãy cho phép con có cơ hội để trả cho xong sự hứa nguyện. Giống như Phaolô nói: Xin Cha hãy mở mắt lòng của anh em con để thấy được sự kêu gọi, qua đó có sự trông cậy. Khi bạn biết được bạn sẽ phải làm gì trong tương lai, thì ngày hôm nay khó khăn đến mấy bạn không chết được, Chúa sẽ giữ bạn cho tới khi bạn thực hiện xong lời hứa mà bạn đã hứa với Chúa. Amen. Khi bay sang Mỹ đợt này cùng với gia đình một sự tính, trước khi đi bay, thằng con trai út của tôi nó nhìn chúng tôi mà khóc, nói với mẹ nó, nó khóc. Mẹ nó bảo: Có chuyện gì đấy? Jeremy. Nó bảo: Jeremy sợ. Và tại sao sợ? Nó nói rằng: Thì dạo này máy bay rơi nhiều lắm, bây giờ máy bay đi như vậy cả nhà mình rơi thì sao? Mẹ nó nói rằng: Con ơi, tại sao con bay về Việt Nam con không sợ mà bay sang Mỹ con lại sợ? Nó nói rằng: Bay về Việt Nam bay trên đất thế ra không sao, chúng bay bay sang Mỹ bay qua biển sợ rơi xuống, ba lại không biết bơi, ai cứu? Tôi sợ gặp hạt thôi hồ sư. Và tôi tuy nhiên như vậy, chúng tôi ngồi lại nói chuyện với hai con trai của tôi, nói rằng ba mẹ được chú kêu gọi làm nhiều công việc mà bây giờ chưa làm xong, nếu mà chưa làm xong thì chưa thể về với Ngài được. Jonas nói với Chúa rằng: Chúa ơi, sự hứa nguyện của con chưa xong, con đã trót bỏ chạy rồi, nhưng bây giờ đó con sẽ trả điều mà con đã hứa nguyện. Con được Chúa kêu gọi là tiên tri và Chúa sai con cần phải làm việc đó, con chưa làm. Chúa ơi, hãy cho con sống. Chúa ơi, hãy ban phước cho con. Chúa ơi, hãy bảo vệ mạng sống của con. Chúa ơi, hãy phù hộ con. Và con khi ra khỏi chỗ này, con sẽ trả cho Ngài sự con đã hứa nguyện. Điều thứ ba, ông công bố sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Đức tin này, sau khi ông dân lắng nghe những ba điều ông làm này, bạn hôm nay hãy thực hiện điều đó theo như Jonah đã làm. Một, bắt đầu dâng của lễ của sự cảm tạ thay mà làm bằng dâng của lễ của sự cảm tạ. Và khi bạn dâng của lễ của sự cảm tạ, bắt đầu cái motor đức tin hành động trong lòng bạn, nhìn thấy, ồ, nhìn thấy điều mà Chúa đang làm việc. Điều thứ hai, bạn nhìn thấy cái đích của bạn, lời hứa chưa xong. Chúa ơi, hãy ban ơn cho con sẽ làm xong điều này, cho nên hãy giải cứu con khỏi sự chết bây giờ. Bạn ăn nè, bị vô sinh, không có con, và Đức Giê-hô-va lại đang cần một người cho dân sự của Ngài. Thế cho bạn nói rằng: Chúa ơi, Ngài cần một người hướng dẫn dân sự Do Thái, mà con cần một người con trai, hãy cho con một đứa con trai, con dâng nó cho Ngài. Hay không? Và Chúa ban cho bà có Samuel. Bà dâng Samuel cho Đức Chúa Trời. Ông ta đồng trở thành thầy tế lễ, đồng trở thành tiên tri, đồng trở thành quan xét cho dân Do Thái bây giờ. Trả cho Ngài sự hướng nguyện. Và điều thứ ba, ông công bố đức tin là sự biết chắc vững vàng. Đức tin là bây giờ tôi biết chắc vững vàng của điều tôi chờ đợi trong tương lai. Ông công bố sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va. Từ đây là từ ngay bây giờ này. Sự cứu ngay bây giờ đến từ Đức Chúa Trời. Khi công bố bởi đức tin như vậy, khi thánh chép Đức Giê-hô-va bèn phán với con cá,
Đức Giê-va bèn phán với nan đề của bạn. Đức Giê-va bèn phán với điều mà bạn đang vật lộn với nó. Và khi thấy chết rồi, và nó mở Jonah ra trên đất khô. Hallelujah. Amen anh chị em. Cái từ nó này có thể là viết tên nan đề của bạn, viết tên sự bất hạnh của bạn, viết tên những điều mà bạn đang vật lộn. Nó phải mở bạn ra trên đất khô. Đất khô ở đây là đúng cái điều mà Jonah cần phải làm. Bạn ơi, hãy tưởng tượng này. Khi Jonah bị ném ra khỏi thuyền, con cá há miệng nuốt Jonah, và Chúa đã bắt con cá phải bơi ngược trở lại khoảng gần 2.000 km để tới đúng cái nơi mà ông ta cần phải tới. Nó bơi xung quanh chỗ mà Jonah cần phải tới để đợi cho khi Jonah thực hiện ba cái điều vừa rồi bạn đọc đó. Bạn ơi, càng khó khăn bao nhiêu thì bạn cần phải biết rằng thành công đến gần rồi. Thành công chỉ cách một bức tường thịt cá thôi. Bên kia là thành công rồi, bên kia là đỉnh núi rồi, còn một chút nữa thôi là tới vàng rồi, còn 90 phân nữa là đào tới vàng rồi. Đừng bỏ xuôi tay, bạn chuẩn bị gặp cái đích mà bạn cần phải tới rồi. Nhiều khi chúng ta đầu hàng đúng cái lúc mà chúng ta chuẩn bị đoạt huy chương vàng. Mọi người hiểu không? Thành ra anh chị em ơi, hãy cố lên một chút nữa đi. Hãy nói với Chúa ơi, cho phép con thêm một chút nữa, hãy thêm sức cho con thêm chút nữa. Và cái kinh chép nó mở Jonah ra trên đất khô. Hơn nữa Jonah ngồi tại đây hôm nay và khi thấy điều của bạn, tôi muốn mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Thank you.